Xuyên Việt 70 niên đại cuối Tokyo, trời sinh tính ôn hòa liễu xuyên hoàng tại biết được ngón tay vàng là võ đạo hệ thống, dứt khoát kiên quyết quyết định đương cực đạo. Bất quá nửa năm liền lén lúc chém giết nguyên tổ trưởng, hoặc uy hiếp, hoặc lôi kéo, thành công thay hình đổi dạng thành tổ liễu xuyên. Mở ra nhân sinh tùy ý, hỗn đảng. Ngươi dám cự tuyệt tổ trưởng liễu xuyên tổ chúng ta. Ngôi sao mới của cực đạo, liễu xuyên hoàng. Nhược đầu tiểu đệ cười lạnh hai tiếng, uy hiếp mỹ phụ nhân trước mặt đêm nay thi thể anh chìm ở vịnh đông kinh liễu xuyên hoàng mỉm cười như hổ mặt cười thân cao gần một m chín khôi ngô kỳ vĩ giống như ma thần giáng thế nhàn nhạt vỗ hai cái nhược đầu tiểu đệ đừng nói bậy đừng bại hoại thanh danh của ta ta trời sinh tính ôn hòa không thích đánh đánh dết dết hi nhược đầu tiểu đệ nghe vậy cúi đầu thật sâu sắc mặt cung kính mà cùng nhiệt tôi hiểu rồi. Tổ trưởng Chương 1 Giấu giếm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 02 Mỹ Mạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 03 Giật dây Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không bốn chớ cản đường bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương không năm vu hãm bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương không sáu hỗn loạn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương bảy Nặng Vịnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Thuộc phòng the. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Biến thái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thừa nhận bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test